Con thấy hơi run. Nếu cậu cảm thấy không tự tin thì thôi từ bây giờ đi. Một khi đã vào trong đó rồi thì là cuộc chiến, không thể quay lại được đâu. Nếu như mỗi lần cảm thấy không tự tin mà con lại bỏ chạy thì tới giờ con cũng chưa làm được gì đâu. Nhiều khi không tự tin thì con cũng phải liều thôi chú. Nhưng tôi nhắc cho cậu nhớ, đây không phải là cuộc chiến bình thường. Con biết. Đi chú, mình vào thôi. Chào anh, tôi là Lan, thư ký của ông Đạt. Còn đây là anh Đức, trợ lý của anh. Dạ. Chào chị. Chào anh. Hai người này là trực tiếp phụ cho giám đốc đó. Dạ. Chào chị. Chào anh. Em là Hữu Nguyện. Có gì á, hai người chị giúp gia. Cảm ơn nhiều. Nè, xưng tôi được xưng em. Mình là sếp mà. Đối với mấy người cấp dưới, mình lễ phép quá người ta ngại lắm. Dạ. Thôi, mình lên trển đi. Dạ. Nhanh lên, đi đi. Dạ. Không ngờ có ngày loại con quan này cũng mò tới đây sao? Con đã báo trước với cô rồi mà. Cậu Nguyện đây đã được anh Đạt ủy quyền thay mặt ảnh xử lý công việc. Luật đã định như vậy rồi, chị không được phép can thiệp đâu. Anh Liêm, anh đối với tôi như vậy sao? Xin lỗi chị, tôi chỉ là làm đúng chức phận của mình thôi. Nếu có ý kiến gì thì chị đợi tới kỳ sau họp cổ đông, chị có quyền nói. Xin phép chị, mình đi thôi. Dạ. Hẹn gặp lại cô.